cảm ơn đã lắng nghe chương trình Thú Tội Lúc Nửa Đêm. Tôi là Thiên Kim, người dẫn chương trình. Chúng ta còn một vị khách cuối cùng tối nay. Con nhỏ nào vậy? Con bé cần một chỗ ở. Nó mới vừa bị đánh. Cứ coi anh chị là gia đình. Nhưng một gia đình hạnh phúc phải không chị? Anh có thấy Nhi hấp dẫn không? Anh thấy con nhỏ này ớn quá. Em sợ ở một mình. Chắc bây giờ hết sợ rồi ha. Nghe Kim nói con ở Hóc Môn phải không? Tôi cũng ở Hóc Môn nè. Xem phim thì mình đã có xem trailer của phim Chị Em Em rồi. Mình cảm thấy thích thú với Chị Em Em hơn là phim Mắt Biếc. Cả hai phim Chị Em Em và Mắt Biếc thì em đều đã coi trailer rồi. Nhưng mà thứ nhất là về Chị Em Em thì nó ra mắt trước. Thứ hai là em thích chị Thu và Thâm Hạc. Em thần tượng hai chị hơn nên là em muốn xem phim đó. Nên là em đưa về Chị Em Em. Xem trailer Chị Em Em biết chị em lại Chị Em Em. Em hướng phim Chị Em Em hơn. Em với bạn đã xem qua trailer của Chị Em Em Rồi Mắt Biếc. Và đây em thích Chị Em Em hơn. Thế là cũng muốn một phần Mắt Biếc. Em cảm thấy ấn tượng với Chị Em Em hơn. Về trailer của hai phim thì em cũng đã xem rồi. Nhưng mà trong thời gian chờ Mắt Biếc ra rạp thì em cũng muốn xem phim của chị Thanh Hằng trước. Tại vì cái nội dung nó kịch tính và kiểu cái mối quan hệ giữa hai người thì nó hay đặc biệt trong thời hôm nay, thì nên để mình quan tâm hơn về vấn đề về đó. Về tình cảm thì luôn được đón nhận nhiều á, nên là đó chắc là lý do chính mà em muốn xem Chị Em Em. Về phim tình cảm Việt Nam mà nó hơi trần trụi quá như vậy thì nó cũng đáng để mình thử một lần. Em muốn xem gì nó có chị Thanh Hằng, chắc là thích cái phong phim của Thanh Hằng lại. Chủ đề nó nghe nó giống như là cũng như là có hướng về LGBT tí ấy. Thì nói chung là cũng thích và tìm hiểu xem như thế nào. Em cảm thấy phim đó nó có nhiều thú hay, với lại tình tiết khá hay, với lại nghiêng về LGBT hơn nên em thử xem coi. Diễn viên chính đẹp, chị Hằng với chị Chi đẹp. Chị Em Em kiểu tình cảm hơn. Nói chung là bạn cũng nói là biết đứa nào bị cấm sừng đứa nào, nên là thấy người thứ ba gì chắc, nên là cũng tò mò. Đề tài nó khá là lạ. Với lại cái đề tài này nếu mà khai thác thì sẽ có nhiều cái tình tiết hay, nên em nghĩ là em sẽ nghiêng về Chị Em Em hơn khi mà em chọn cái phim. Mình thì chắc đang tò mò cái cảnh nóng của phim nó có bị lố quá hay không. Bởi vì là lúc mà xem trailer thì mình không có biết rõ được. Em thì cả bản thân em thì không có thấy rõ được cái tính cách cũng như là cái nội tâm của chị Vu, mà bởi vì trailer nên là chắc người ta còn giấu nhiều á, nên là em muốn xem rõ khi mà chị Vu đã về nhà Thanh Hằng rồi thì chị Vu thể hiện ra như thế nào. À, em muốn xem kết cục của phim nhất. Chắc là cắt nóng. Mà không biết là có bị cắt hay không. Ai đi xem phim vậy, cảnh nóng thì nó cảm thấy thích thú hơn hả? Cảnh hôn nha. Em đặt vé tại đây luôn. Tụi em tính đặt suốt 8 giờ nhưng mà hết như này em đặt 8 giờ. Thì tại vì mình bố ra mình coi cái gì đó, vé xem á, thì thật ra em thấy nó cũng nhiều. Bây giờ tới là mình biết không làm xong mà nghe nó coi. Không biết là phòng vé mình đang được lại. Cũng hơi khó á, đến thì tính mua là 8 giờ nhưng mà thấy đông quá là phải mua là 8:40 mới xem được. Mình mong đợi Chị Em Em hơn. Em nghĩ là Chị Em Em với Mắt Biếc thì nó đều hay, nhưng mà chắc là Mắt Biếc. Bởi vì là em thấy Mắt Biếc về cái truyền thông và cái quảng bá của nó trên Facebook khá là rầm rộ hơn. Mong Chị Em Em